Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại nhiều vùng biển đang có thời tiết ổn định, ủng hộ cho hoạt động của tàu thuyền. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh thì có thể thấy là hầu khắp các vùng biển thì đều có chung một trạng thái là ít mây và có nắng. Dự báo là vùng biển khu vực từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở xuống cho tới Cà Mau, dự báo là chiều nay trời nắng ít mưa. Tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng phổ biến từ 0,50 đến 2 m, gió thổi đều cấp 3 đến cấp 5. Mưa có xu hướng tăng ở vùng biển phía Nam trong 2 đến 3 ngày tới. Thời tiết thuận lợi nên vùng biển Ninh Thuận những ngày này xuất hiện nhiều luồng cá cơm. Mỗi tàu cá của ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi đều thu về từ 4 đến 5 tấn cá, mang lại nguồn thu nhập khá nên bà con rất phấn khởi để tích cực khai thác vụ cá Nam, vụ cá chính trong năm. Ngoài khơi, quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo chiều nay trời không mưa có nắng, gió thổi đều cấp 3 đến cấp 4 tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng phổ biến từ 0,50m đến 2m. Trên đất liền Trung Bộ, dự báo khu vực từ Thanh Hóa trở xuống cho tới Ninh Thuận, chiều nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ phổ biến là từ 35 đến 37 độ C, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C, cùng với đó là độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi phải tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết trong các bản tin tiếp theo.